đổ miếng trứng vô nữa luôn đi, em làm một lần luôn. Trộn là những bánh pizza for pi nửa nửa đúng không? Ý là mọi người là vậy đúng không? Cho đế dày. Tầm này mà vẫn còn pizza for pi nửa nửa. Tầm này ăn gì cũng ngon. Cay quá. Cay quá. Cay mắt luôn. Các đồng chí trước giờ ăn, đồng chí nào cũng xúc động. Cuối cùng cũng được ăn. Cuối cùng cũng được ăn. Cái đồ múc đâu? Có cái muỗng múc không? Tìm trong này ạ. Có không chị? Múc tạm bằng tay. Múc tạm bằng tay. Múc tạm bằng tay. Hay là mình đùa đùa nó qua một bên để mình đổ chị dùng muỗng, chị dùng bát em múc cho. Em múc được. Không, vậy là bây giờ này mình đùa đùa nó qua đi, mình đổ thêm một lớp trứng nữa. Mình làm ở dưới ấy, để cho nó mình xài một cái chảo này thôi. Nó cay quá, không mở mắt nổi. Không phải, tại cái này nó không đều hết chị, nó bị chín á, chả nó bị chín á. Ý là cay quá, không mở mắt nổi á. Nhưng mà quạt về hướng ai bây giờ? Quạt về hướng ai cũng không được. Quạt về hướng nào hả đồng chí? Đổ miếng trứng vô nữa luôn đi, em làm một lần luôn. Trộn là những bánh pizza for pi nửa nửa đúng không? Ý là mọi người là vậy đúng không? Cho đế dày. Tầm này mà vẫn còn pizza for pi nửa nửa. Tầm này ăn gì cũng ngon. Tôi bổ vô nha đồng chí ơi. Chừa lại một phần để lát nấu canh nha. Ủa sao không nói? Để em chừa. Được rồi. Ấy là chỗ này không mình làm thêm miếng nửa xào lâu hả? Không có cái gì để đựng hết trơn á. Nên là chỉ có một cái chảo này thôi. Không có gì để đựng những cái đồ thực phẩm mà chúng đó. Nên là mình sẽ xài trong cái chảo thôi. Cái chén đó là chỉ đủ để ăn thôi đấy. Không có gì để đựng hết á. Thì em thấy đồng chí Phan đào kêu là thôi đổ còn lại vào trong luôn để nấu cho xong cái chảo đó luôn. Với lại để khỏi phải chia ra mấy cái chén nhỏ đỡ cái tốn chén, tốn dĩa. Thì em mới nói là cho nó giống như pizza poppy mà đi ra nửa nửa. Nhưng mà đổ ra xong cái đồng chí sĩ cũ chưa nói là cái sao tự nhiên đổ trứng chín với trứng sống chung lại với nhau. Các đồng chí có uống nước không? Có. Đây nè, nước lọc. Cảm ơn đồng chí. Chị thay cho tôi một miếng trứng. Cho miếng da kìa. Và cùng một miếng trứng. Miếng trứng đó. Ôi, thấm đậm tình người. Cảm ơn đồng chí. Cái đó gọi là từ đó. Tôi biết đồng chí là Sau Giấc Ngủ sản xuất bởi Viettel Media.